chưa buông triệt để điều này rất khó nói thì dễ nhưng khi làm không dễ chút nào mỗi người sau khi đọc kinh nghe Phật pháp đều biết Phật pháp hay đều rất ham mộ vì sao không làm được không buông được cho rằng buông bỏ quá khổ thế gian này mọi người đều cho rằng xài sát danh thực thùy ngũ dục thất tình là hưởng thụ hưởng thụ nên không đành buông bỏ người thật sự giác ngộ họ biết rằng đây không phải là hưởng thụ đây là gì ngạn ngữ có câu vui trong đau khổ không phải thật sự hưởng thụ là vui trong đau khổ niềm vui qua đi vẫn là khổ chỉ người có trí tuệ chân thật họ thấy được hiểu được nên họ buông bỏ chưa buông bỏ chưa lãnh hội được họ không chịu buông bỏ hay nói cách khác người chưa nhìn thấu chưa buông bỏ mặc dù tu hành trong phật pháp tu hình như không tệ cảnh giới ngũ dục lục trần hiện tiền vẫn không giữ được Lập tức liền bị thu hút ngay Liền bị đọa lạc Có nhiều người biết mình đọa lạc Nhưng không quay đầu được Thứ nhất là tham niệm Thêm nữa là vấn đề sĩ diện như vậy thì sao đã sai lại càng sai hơn đây là sai đến địa ngục a tỳ đến khi quay đầu không biết đời nào kiếp nào giác ngộ phải nhanh phải duy trì sự giác ngộ phương pháp duy trì chính là kinh giáo ở đây chúng ta thể hội một cách sâu sắc Vì sao Đức Thế Tôn suốt đời giảng kinh dạy học Trong kinh điển không có ghi chép Có ngày nào Đức Phật nghỉ ngơi Chưa từng nghỉ Ngày ngày giảng kinh dạy học Suốt 49 năm chưa hề giảng đoạn Đây là làm tấm gương tốt cho đệ tử trong tương lai Học Phật phải học như vậy Suốt gia là làm điều này Dạy học Dạy suốt cả đời quý vị sẽ thưởng thức được mùi vị có niềm vui trong việc dạy học thầy phương đông mỹ biết đây là hưởng thụ cao nhất của đời người cuộc sống này rất tự tại Buông bỏ hết tất cả